chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Số hưởng lộc trời, gặp thời phất mạnh, tiền có đổ về ào ào, tiền tiêu phủ phê, cuộc sống sướng như tiên. Quý khán giả thân mến, không phải ai cũng thích than thở, nhiều người thích im im mà làm việc, tự thân mà xử lý vấn đề, nhưng không có nghĩa cuộc sống của người ta dễ dàng, đừng vì thế mà khởi phát sự sân si. Với Kỷ Dậu, người than vãn chỉ khiến sự chán nản hơn, nỗ lực mới là giải pháp cho mình đạt được điều mong muốn. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, vậy là cô bác đã trải qua hơn một nửa đoạn đường dân sinh, hiện tại cuộc sống của cô bác như thế nào rồi à? Tôi biết có không ít cô bác giờ đây đã được hưởng an nhàn, sung sướng, công thành danh toại, giàu có đủ đầy. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng thấy có không ít cô bác tuổi này đến nay vẫn phải nai lưng làm việc chật vật hàng ngày để lo có miếng cơm manh áo. Vậy tại sao, cùng là con người sinh ra cùng một tuổi đó, con giáp đó, nhưng người thì sống trong sung sướng, an nhàn, người lại chịu khổ đến già vẫn không thôi? Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, các bậc thầy tử vi hàng đầu đã dày công nghiên cứu và nhấn mạnh cho tuổi Kỷ Dậu rằng, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tuổi Kỷ Dậu lưu ý được điều này thì sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, phất lên đổi đời đại gia. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, cô bác bị ai đó lợi dụng sự tin tưởng lừa đảo về vật chất, đấy là do cô bác không đề phòng. Cô bác bị ai đó lợi dụng tình cảm phụ bạc và phụ lòng, đấy là do mắt nhìn người của cô bác chưa chuẩn xác, do cô bác bỏ qua cái giác quan thứ 6 mà trời cho không dùng vào. Cô bác làm ăn thua lỗ, đầu tư không lợi nhuận, đấy là do cô bác chưa đủ giỏi, kế hoạch của cô bác chưa đủ chuẩn, cô bác cứ loanh quanh một chỗ, không bứt phá được khỏi dòng luẩn quẩn, cũng là do trí của cô bác chưa đủ lớn, tâm cô bác chưa đủ nhiều, nghị lực của cô bác chưa đủ phi thường để kỷ luật và gò ép bản thân. Nhưng thực ra trên con đường làm lại hoặc trên con đường khắc phục thiệt hại, hoặc trên ngã rẽ mới của cuộc đời, dù cô bác ở tuổi nào thì việc tự dấn lại hành vi của bản thân, chấp nhận sự thua mình đã có là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm. Nếu muốn thực sự thoát khỏi quá khứ, lột xác ở hiện tại và hoàn mỹ cuộc đời ở tương lai, nên lắm lúc gạt bỏ mọi yếu tố khách quan. Hãy nhớ, dù đúng dù sai, dù thành hay bại, chính cô bác là người đã quyết định cuộc đời của mình. Sướng thì cô bác hưởng, khổ thì đừng đổ tại ai ngoài mình. Người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thuộc mệnh Thổ, đại trạch Thổ, đất nhà lớn. Những người tuổi Kỷ Dậu có một ý chí mạnh mẽ và có thể bám sát những gì họ làm và không từ bỏ dễ dàng. Họ siêng năng, có khả năng và cạnh tranh. Với tính cách mạnh mẽ, đồng thời họ có sức chịu đựng đáng kinh ngạc và sự kiên nhẫn tuyệt vời. Vì vậy họ không dễ bị thế giới bên ngoài làm phiền khi làm việc. Họ có thể dành nhiều thời gian cho những việc họ thích. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của môi trường xã hội, người tuổi Kỷ Dậu có chút vô ích và họ thường có những ý tưởng không thực tế và dễ bị cám dỗ. Ngoài ra, họ đã tự tin để chấp nhận ý kiến và đề xuất của người khác. Họ là người thích được khen ngợi. Người thuộc hành Thổ can kỷ, tương sinh cho hành kim của chi Dậu là điều cát lợi. Do đó, số mệnh của tuổi Kỷ Dậu cũng khá tươi sáng, được hưởng nhiều phúc lộc, an bình cả đời. Dù có may mắn hơn người nhưng họ vẫn phải nỗ lực thì mới có thể đạt được thành công như ý nguyện. Cuộc sống về già của người tuổi này khá yên bình, có số hưởng phúc, con cháu hiếu kính, chăm lo. Người tuổi Kỷ Dậu có bản mệnh thuộc nạp âm, đại trạch Thổ, tức là đất nền nhà, đại diện cho sự khoan dung và đỉnh đạt. Dù có bị người khác làm tổn thương sâu sắc, những người này sẽ không hề tỏ ra thù hận mà vẫn rộng lòng tha thứ đối với họ. Tha thứ cho người cũng chính là tự giải thoát cho bản thân. Họ dễ mũi lòng trước những bất hạnh của người khác nên sẽ nhiệt tình giúp đỡ mọi người một cách vô tư. Vận số đào hoa của người tuổi Kỷ Dậu khá dượng, bởi họ có nét duyên ngầm, dễ thu hút người khác phái. Trong cuộc đời, họ sẽ trải qua nhiều mối tình sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Cuộc sống hôn nhân thường dễ gặp sóng gió vì bản tính hay ghen tuông, giận hờn. Người tuổi Kỷ Dậu có một sự nghiệp đáng nể. Trong cuộc sống của họ có một người có thể giúp họ phát triển sự nghiệp. Đối với nhân viên văn phòng, công việc của họ có thể tương đối buồn tẻ. Họ không thể thể hiện tài năng của mình, nhưng sau khi nhận được sự giúp đỡ từ người này,
họ có thể dễ dàng được các nhà lãnh đạo đánh giá cao, thể hiện tài năng và được thăng chức. Đối với các doanh nhân, sự giúp đỡ của người đó có thể làm cho doanh nghiệp của họ phát triển tốt hơn và nhanh hơn. Có ý kiến cho rằng, người tuổi Kỷ Dậu nên duy trì thái độ khiêm tốn và tử tế với người khác. Bằng cách này, nhiều khả năng có được các đơn đặt hàng lớn và đặt nền tảng tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp. Họ có thể bị sa thải và thu nhập của họ sẽ trở nên ít đáng kể, nhưng miễn là họ trải qua những ngày đen tối này, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, tiền lương và lương hưu của họ sẽ tương đối cao, đồng thời họ biết cách đầu tư chính xác. Họ cũng rất giỏi trong việc tiết kiệm tiền, vì vậy, họ có một tài sản khá tốt trong cuộc sống sau này. Quý khán giả thân mến, ngay sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang thời điểm nửa đầu tháng 9 âm lịch này, người tuổi Kỷ Dậu khó có được sự thảnh thơi như mong muốn. Khi vận trình sự nghiệp bấp bênh, có quá nhiều việc cần phải xử lý mà kết quả chưa chắc đã được như ý nguyện. Điềm báo tử vi cho biết, con giáp này dễ bị tiểu nhân quấy phá, gây cản trở trong công việc, cạnh tranh ngày càng gay gắt nên về cơ bản, áp lực mà bản mệnh phải chịu không hề nhỏ. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên. Phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này có dấu hiệu đi xuống, các mối quan hệ xấu đi, nên gặp người giúp thì ít mà kẻ phá hoại thì nhiều. Thời điểm này, bạn càng phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầu tư, tránh kinh doanh mạo hiểm, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo bị dụ dỗ, lôi kéo làm trò phạm pháp. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu có dấu hiệu sa sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm thì sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn, bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Vận trình tình cảm trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này cũng ngày càng rối ren, phức tạp hơn, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng nhưng chưa ai thực sự khiến bạn rung động. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy đây sẽ là một thời điểm khá vất vả với người tuổi Kỷ Dậu. Do ảnh hưởng từ hại thái tuế, vận trình nhiều bấp bênh, công việc thêm phần khó khăn, bạn vẫn chưa thể có được sự thảnh thơi như mong muốn. Công việc trong thời điểm này dễ bị tiểu nhân quấy phá, cho dù con giáp này có muốn yên ổn làm việc cũng khó mà thực hiện được. Thời điểm này bạn có quá nhiều việc cần phải xử lý mà kết quả chưa chắc đã như ý nguyện. Đã vậy, việc cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt, nên về cơ bản áp lực mà bản mệnh phải chịu không hề nhỏ. Các mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng, thị phi, mâu thuẫn rình rập. Vì vậy, thời điểm này người tuổi Kỷ Dậu cần hạn chế tham gia chuyện bao đồng. Có nhiều người biết mặt mà không biết lòng, đến khi nhận ra bộ mặt thật sự của đối phương mới khiến bạn nhận ra không phải ai cũng tốt đẹp như những gì họ thể hiện ra ngoài. Điều này có thể không mấy dễ chịu, nhưng hãy coi đó là một bài học quý giá về lòng người để bạn có thêm kinh nghiệm nhìn người về sau. Ở vào thời điểm này, bạn càng cần phải cố gắng giữ bình tĩnh mới có thể bình ổn tình hình, tháo gỡ rắc rối. Còn nếu đánh mất bình tĩnh, con giáp này sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, dù có Thái Dương các tinh nhập mệnh, nhưng phải đợi tới gần cuối tháng thì các tinh này mới phát huy sức mạnh, giúp bạn hóa hung thành cát, vượt qua hiểm trở. Song từ đầu thời điểm, bản mệnh vẫn cần phải tập trung và nỗ lực thì mới có cơ hội trở mình vào cuối tháng. Trong các mối quan hệ xã giao, tuổi Kỷ Dậu nên duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời đừng tin tưởng ai một cách tuyệt đối, có ngày bị họ phản lại. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tài lộc của tuổi Kỷ Dậu nối gót sự nghiệp nên khá ảm đạm, không có nhiều hy vọng cho bạn kiếm được khoản tiền lớn ở thời điểm này, các hoạt động mạo hiểm càng không được khuyến khích.
Bản mệnh sẽ phải rất vất vả để nghĩ nhiều cách cải thiện thu nhập, nhưng tình hình không mấy khả quan, các mối quan hệ cũng xấu đi nên gặp người giúp thì ít mà kẻ phá hoại thì nhiều. Đối với người làm công ăn lương có thể tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, nhưng chớ để tình hình này kéo dài quá lâu, cũng bởi sức lực có hạn. Bạn nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Kinh doanh, buôn bán không những không sinh lời mà còn hao hụt đáng kể. Thời điểm này, bạn càng phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầu tư, tránh kinh doanh mạo hiểm, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo bị dụ dỗ, lôi kéo làm trò phạm pháp. Điểm báo tử vi cho thấy có kẻ đang cố mời chào con giáp này tham gia những dự án đầu tư bằng cách vẽ vời về khoản lợi nhuận trên trời dưới đất. Con số nghe thì hấp dẫn nhưng tính thực tế rất đáng ngờ, bạn nên cân nhắc thận trọng. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tuổi Kỷ Dậu cần quản lý chặt chẽ túi tiền của mình, tích lũy là trên hết để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu có phần giảm sút, nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng và áp lực kéo dài. Có lẽ vì những vấn đề rối ren trong công việc và tiền bạc, nên con giáp này phải suy tư khá nhiều, ăn uống không ngon miệng, tình trạng mất ngủ kéo dài nên cơ thể dễ mệt mỏi và suy nhược. Dù công việc quan trọng nhưng sức khỏe mới là tiền đề để bạn có thể làm việc được. Tình trạng hiện tại nếu không sớm được giải quyết dứt điểm thì sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nếu muốn tình hình sức khỏe được cải thiện, chắc chắn bạn phải sắp xếp lại cuộc sống của mình cho khoa học hơn, tránh làm việc quá sức. Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Dậu cần duy trì thói quen luyện tập thể thao hàng ngày. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Vận trình tình duyên của tuổi Kỷ Dậu thời điểm này được dự báo ngày càng rối ren và phức tạp. Dù đang trong một mối quan hệ hay không, bạn vẫn phải suy nghĩ và muộn phiền rất nhiều về chuyện tình cảm của mình. Với các cặp vợ chồng, có thể do quá mải mê xử lý các vấn đề liên quan tới công việc nên bạn chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm của mình. Thời gian dành cho nửa kia ngày càng rút ngắn, mà nếu có thì cũng rất máy móc, hời hợt. Đó là lý do hai người trở nên xa dần, tình cảm phai nhạt. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện, đời sống hôn nhân có những tín hiệu đáng báo động. Vợ chồng không hòa hợp cả về mặt cảm xúc và sinh lý, từ đó sinh ra lo lắng, buồn bực, thậm chí là nghi ngờ về sự thủy chung. Hơn thế nữa, con giáp này cần phải cẩn thận có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại hạnh phúc, tương hại cho thấy. Một khi để kẻ thứ ba chen chân vào, dù lỗi ở phía nào thì bạn cũng khó mà giữ được mối quan hệ của mình. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động. Thực tế là do bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng với ai đó, đôi khi bạn trở nên kiêu căng hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người xung quanh nên thiếu đi sự chủ động cần có. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Ngày mùng 2 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nếu bản mệnh giữ được tính kỷ luật cao, vận may sẽ mỉm cười với bạn, đồng thời bạn cũng đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra một cách dễ dàng. Ngày mùng 5 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu tiến triển tốt đến mức mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Bạn cũng có thêm nhiều cơ hội để học hỏi và khám phá thêm những lĩnh vực mới mẻ mà bạn đã yêu thích từ trước. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, tài chính của bản mệnh sẽ rất tốt, có thể sẽ có thêm từ thu nhập bên ngoài. Tuy nhiên, hãy chú ý đến sức khỏe của mình hơn, vì bạn sẽ cảm thấy không khỏe hoặc mệt mỏi thường xuyên. Ngày 12 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, công việc của bạn sẽ rất bận rộn nhưng bạn biết cách để đảm bảo chất lượng công việc của mình. Hiệu suất ổn định là một trong những ấn tượng tốt của mọi người khi nghĩ tới bạn. Ngày 13 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nguồn năng lượng của bạn đã lan tỏa sự tích cực đến mọi người xung quanh, đặc biệt là trong công việc. Bạn được nhiều người yêu quý và công việc cũng vì thế mà trở nên suôn sẻ hơn.
Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi từng tuần của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy tuần này vấp phải cục diện tương hại nên vận trình của tuổi Kỷ Dậu có nhiều rối ren khiến bạn khó tránh lao đao một phen. Công việc đang suôn sẻ bỗng xảy ra trục trặc, bạn cũng chẳng biết nguyên do bắt đầu từ đâu nên phải loay hoay tìm cách thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Tỷ Thiên xuất hiện trong tuần, nhắc nhở bản mệnh cần có sự quyết đoán và dứt khoát hơn nữa khi đứng trước các lựa chọn. Bạn cứ chần chừ, tưởng như đang cân nhắc kỹ thêm, nhưng thực chất chỉ khiến cơ hội trôi qua lúc nào chẳng hay. Có những cơ hội chỉ đến trong chớp mắt. Nếu bạn do dự, e ngại sợ sẽ mạo hiểm mà không dám tiến bước thì cũng chính là nhận thất bại về mình ngay từ khi chưa bắt đầu. Điểm sáng duy nhất trong tuần này với con giáp tuổi Kỷ Dậu đến từ chuyện tình cảm. Nhờ kim sinh thủy, may mắn là dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, sóng gió, bạn vẫn luôn có điểm tựa tinh thần là gia đình. Người thân chính là chỗ dựa vững chắc cho bạn để có thể dũng cảm xông pha, chiến đấu. Tử vi tuần thứ 2 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Tử vi tuần mới của 12 con giáp báo rằng tuần này thương quan xuất hiện, cảnh báo tuổi Kỷ Dậu có thể gặp rắc rối nếu làm việc mà cứ để đầu óc treo ngược cành cây. Người một nơi mà suy nghĩ bay tận đi đâu như vậy, không phải lúc nào gây ra lỗi lầm là cũng có cơ hội để sửa chữa. Bạn cần tập trung nhiều hơn, nếu không sai lầm nối tiếp sai lầm và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những gì mình gây ra. Lúc đó, dù trước kia bạn có giỏi giang ra sao cũng thành vô ích, mọi người sẽ chỉ nhìn vào sai lầm hiện tại để đánh giá bạn. Chuyện tình cảm trong tuần này, kim khắc mộc, chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Dậu cũng không mấy êm đềm khi tâm trạng đang bất ổn, tốt nhất bạn không nên khơi gợi lại những chuyện không vui giữa hai người. Để tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng đẩy mối quan hệ của mình đến bờ vực rạn nứt. Tiếp theo là cẩm nang dượng vận cho tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: vận trình nhiều bấp bênh, công việc thêm phần khó khăn, tài lộc khá ảm đạm. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Con số may mắn 46, 64 và 47. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý, họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh, người tuổi này rất biết tính toán, điều này làm tuổi Kỷ Dậu tâm phục khẩu phục. Vì vậy họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Sửu. Hai tuổi này đều khá thận trọng trong cách tiếp cận sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Sửu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh đó. Khi đó, tuổi Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Kỷ Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Dần. Nếu tuổi Kỷ Dậu và tuổi Dần là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Dần đánh giá cao tuổi Kỷ Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến tuổi Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Kỷ Dậu thì vui vẻ để tuổi Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Mão. Trong kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Mão, vì người tuổi Kỷ Dậu cho rằng người tuổi Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Kỷ Dậu sẽ là người chủ động việc công việc tại cơ quan, còn tuổi Mão thì khá thụ động và đi chịch những mong muốn của tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Thìn.
Khi tuổi Kỷ Dậu và tuổi Thìn cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Tuổi Kỷ Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tỵ. Khi tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tỵ là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Kỷ Dậu hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Dậu còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tỵ đều thích những phương thức thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy, có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Ngọ. Tuổi Kỷ Dậu có khả năng quản lý tài chính. Sự thông minh vốn có khiến người tuổi Kỷ Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Kỷ Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng thì tuổi Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm tuổi Kỷ Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Mùi. Hai tuổi này có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Tuổi Kỷ Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Mùi khá may mắn, còn tuổi Kỷ Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, hai hành tinh này lại khá ăn ý với nhau. Những vấn đề cơ bản trong công ty nên để tuổi Thân làm người đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp tuổi Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. Tuổi Kỷ Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thông minh vào việc quản lý tài chính và ngăn cản tuổi Thân đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Dậu. Có thể nói, nếu là đối tác kinh doanh thì hai người tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm vai trò tốt hơn hẳn những vai trò khác. Bởi cùng làm việc với nhau, tuổi Kỷ Dậu có thể tận dụng những lợi thế của mình. Tuổi Kỷ Dậu vốn thực tế, kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy, vấn đề tài chính trong kinh doanh của họ sẽ được đảm bảo rất tốt. Tuy tập thể chung của họ không phát triển với tốc độ lớn vì họ vốn không ưa mạo hiểm, nhưng vì tài chính đảm bảo nên chuyện làm ăn sẽ không ngừng lớn mạnh. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tuất kết hợp ăn ý hơn. Ở các lĩnh vực khác, cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Tuổi Kỷ Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, người tuổi Kỷ Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm. Tuổi Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Kỷ Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển, vươn xa. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Hợi sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác. Bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình. Tuổi Kỷ Dậu sẽ đảm nhiệm việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Kỷ Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng. Bởi ở lĩnh vực này, tuổi Hợi có khả năng làm tốt hơn tuổi Kỷ Dậu. Quý khán giả thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc khi về già. Tuy nhiên, để đạt được điều đó không phải chỉ cần đợi đến khi tuổi già đến mới bắt đầu chuẩn bị. Việc xây dựng một cuộc sống an yên về già thực tế là một hành trình dài mà chúng ta cần phải đầu tư và lên kế hoạch từ sớm. Muốn về già an nhiên, trước 60 tuổi nhất định phải làm 5 điều này. Một là duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất, giúp bạn có một cuộc sống an yên khi về già trước 60 tuổi. Việc chăm sóc và duy trì sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc phòng bệnh, mà còn là tăng cường sức đề kháng và cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày. Bạn nên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, chọn những bộ môn như đi bộ, yoga hoặc hơi lội,
phù hợp với lứa tuổi và tình trạng cơ thể. Bên cạnh đó, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, giảm lượng muối đường và chất béo trong khẩu phần ăn để phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch, huyết áp và tiểu đường. Không chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Hãy thường xuyên dành thời gian cho các hoạt động giúp giảm căng thẳng như thiền, đọc sách hoặc giao lưu với bạn bè để giữ cho tâm trí luôn thoải mái và lạc quan. Hai là quản lý tài chính thông minh. Một yếu tố không thể thiếu để có cuộc sống an yên khi về già chính là tài chính. Trước 60 tuổi, bạn cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và đầu tư thông minh, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào lương hưu, vì đôi khi khoản lương này không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Tuổi già hãy tích lũy một khoản tiền dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là chi phí y tế, bởi vì tuổi già thường đi kèm với những vấn đề sức khỏe không lường trước. Việc đầu tư vào các kênh an toàn và ổn định như bất động sản hoặc các quỹ tiết kiệm sẽ giúp bạn có nguồn thu nhập thụ động khi về hưu. Bên cạnh đó, việc học cách quản lý tài chính cá nhân từ sớm cũng giúp bạn tránh được các rủi ro không mong muốn, đảm bảo an toàn tài chính cho tương lai. Ba là rèn luyện tinh thần lạc quan và tích cực. Sống lạc quan và tích cực là chìa khóa giúp bạn cảm nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Trước 60 tuổi, hãy học cách chấp nhận những thay đổi và thách thức trong cuộc sống, từ công việc, sức khỏe đến các mối quan hệ. Đừng để những lo toan, căng thẳng kéo dài làm ảnh hưởng đến tâm lý. Hãy tự tạo cho mình những niềm vui nhỏ từ những điều giản dị hàng ngày và luôn biết ơn những gì mình đang có. Sống tích cực còn là cách giúp bạn duy trì sức khỏe tinh thần bền vững, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến trầm cảm, lo âu khi tuổi già đến. Hãy học cách tha thứ, buông bỏ những điều tiêu cực để tâm hồn luôn nhẹ nhàng và thanh thản. 4 là tạo dựng mối quan hệ bền vững. Mối quan hệ xã hội và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống an nhiên về già. Hãy dành thời gian để vun đắp và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp trước 60 tuổi. Việc duy trì và phát triển các mối quan hệ lành mạnh không chỉ giúp bạn có thêm niềm vui trong cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá. Những mối quan hệ gia đình thân thiết sẽ là chỗ dựa vững chắc khi bạn gặp khó khăn, trong khi những người bạn lâu năm sẽ giúp bạn vượt qua những nỗi cô đơn của tuổi già. Hãy tham gia các hoạt động xã hội, các câu lạc bộ hay thậm chí là hoạt động tình nguyện để xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với những người xung quanh. 5 là tìm niềm vui trong công việc hoặc sở thích. Cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt nếu chúng ta không có điều gì để mong đợi mỗi ngày. Trước 60 tuổi, bạn nên tìm cho mình một công việc hoặc sở thích giúp duy trì niềm vui trong cuộc sống. Đó có thể là một công việc bán thời gian phù hợp với sức khỏe hoặc tham gia vào các hoạt động nghệ thuật sáng tạo như vẽ tranh, làm giường, chơi nhạc cụ. Những sở thích và công việc này không chỉ giúp bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, mà còn tạo ra những giá trị tinh thần tích cực, giúp tránh được sự cô đơn và nhàm chán khi về già. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một thời điểm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.